Hello luôn. Rất vui được gặp lại quý chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đã có mặt tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gần với ngã tư 550, gần với vòng xoay An Phú. Hôm nay em sẽ review cho quý vị một căn nhà cực rộng, cực đẹp, đang cho thu nhập tổng là 75 triệu trên một tháng. Căn nhà này có diện tích là chiều ngang 12m, chiều sâu là 28m rưỡi, tổng diện tích là 342m2, được chủ nhà đúc một trệt hai lầu, đúc 3 tấm kiên cố, vị trí góc hai mặt tiền. Đây là căn nhà góc hai mặt tiền mình đang quay cho quý vị xem nhé. Nhà hai mặt tiền, view góc ngay ngã tư. Đây là ngay ngã tư này, giao nhau giữa khu chợ và khu dân cư, nằm gần bên con đường DT743, gần với ngã tư 550, viêm công 550. Phía góc bên đây là có quán cà phê hai mặt tiền rất là lớn nhá. Góc hai mặt tiền đường. Nhà ngang 12, sâu 28m rưỡi, đúc 3 tấm đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Vị trí rất là đẹp nha. Quý vị mua về đây có thu nhập hàng tháng là 75 triệu trên một tháng. Bây giờ em sẽ thông báo chi tiết về căn nhà này. Nhà hai mặt tiền này. Tổng căn nhà này có 40 phòng trọ, đang cho thu nhập là 1 triệu 3 trên một tháng. Vậy tổng chi phí thu nhập bên phòng trọ là mình được 52 triệu trên một tháng. Còn ở dưới mình có 6 kiosk. Mỗi kiosk đang cho thuê tầm khoảng tổng 6 kiosk đang thu nhập là tầm 30 triệu trên một tháng. Vậy tính rẻ là tổng 75 triệu trên một tháng nhé. 75 triệu trên một tháng, quý vị mình mua về vừa ở vừa có thu nhập. Đây là dạng nhà trọ cao cấp. Mỗi phòng rất là rộng nha. Hệ thống camera được gắn đầy đủ hết xung quanh căn nhà. Bây giờ em sẽ review chi tiết dàn kiosk ở dưới cho quý vị mình xem này. Góc hai mặt tiền đây, chủ nhà cho thuê bán thuốc tây. Vị trí rất là đẹp nha. Bên đây là bán trái cây rồi cháo dinh dưỡng. Kiosk bên đây này, bán trái cây nhá. Bên đây là bán cháo dinh dưỡng. Vị trí rất là đẹp. Mỗi kiosk này đang cho thuê tầm khoảng 6 triệu trên một tháng. Em tính rẻ thôi là tầm 30 triệu tổng 6 kiosk này. Tổng thu nhập tầm khoảng 75 triệu đến 80 triệu trên một tháng nhé. Bên đây cũng bán trái cây luôn. Nhà đúc một trệt hai lầu, dạng phòng trọ cao cấp. Đây là dạng phòng trọ cao cấp nhất hiện nay mà em từng thấy. Vị trí gần chợ, kinh doanh buôn bán rất là tốt nha. Đây, đây có quán gạo, quán cơm. Bên đây là thuốc tây, điện tử, điện lạnh, bún riêu, bánh xèo, đầy đủ hết nhé. Phía trong đây là quán ăn, quán nhậu và quán cà phê. Góc hai mặt tiền đối diện căn nhà mình đây có quán cà phê nữa này. Đối diện căn nhà này là hai quán cà phê nhé. Phía trước là cà phê này. Hai góc mặt tiền này là hai quán cà phê. Còn góc bên mình đây đang cho thuê. Ở đây người ta có thể tận dụng bán thêm nhiều mặt hàng khác nhau nhé. Quý vị đợi một xíu, em sẽ vào trong review trực tiếp các phòng cho quý vị mình xem. Ở đây chủ nhà gác đúc. Đây là gác đúc nhé. Gác đúc từng phòng hết. Mỗi phòng này tầm khoảng gần 20m2. Có gác lửng, có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Góc hai mặt tiền này. Bây giờ em đứng góc bên này review cho quý vị xem kỹ nhé. Phía trước đây là nhà hàng. Ở đây lúc trước là nhà hàng tiệc cưới này. Bây giờ là quán cà phê. Góc bên đây là quán cà phê lớn, sân vườn nhé. Cà phê sân vườn rất là lớn ở đây. Trong đây có cà phê, pizza. Bên kia có gà vịt nướng, cơm đầy đủ hết.
này có hệ thống camera đầy đủ từ trên xuống dưới. Nhà này có hoàn công đồng hoàng nhé. Quý vị có nhu cầu đi xem, hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ở ngã tư 550, Vimcom 550. Em sẽ hướng dẫn vào xem nhé. Quý vị tới Vimcom 550 là em dẫn vào xem căn nhà này. Đây là mặt tiền trước của căn nhà này. Nhà này có hai hướng, một hướng là hướng Đông Bắc và một hướng là hướng Tây Bắc. Quý anh chị mua về ở cho thuê rất là tốt. View xung quanh vỉa hè này. Bây giờ em sẽ vào trong review vài căn phòng trọ đại diện cho quý vị mình xem nhé. Đường phía trước này, từ đây mình di chuyển đi trung tâm thành phố như Thủ Đức thì hết tầm khoảng 15 phút, xuống tới sân bay Tân Sơn Nhất thì hết tầm khoảng 20 cây, xuống trung tâm của quận 1 hết tầm khoảng 20 cây thôi nhé. Đường thông thoáng, vị trí này. Bên này có tạp hóa. Bây giờ em sẽ review cho quý vị dãy trọ. Ở đây là cửa khóa thông minh. Quý vị mình ai có nhu cầu thuê nhà trọ trong đây là an toàn tuyệt đối luôn nha. Trên gác đúc này. Phía trong đây là 40 phòng trọ, mỗi phòng trọ đang cho thu nhập là 1 triệu 3 một tháng. Tổng thu nhập là 52 triệu. Phía cuối đây có kho đậu xe. Đây là dạng phòng trọ cao cấp nhất mình từng được thấy nhé. Quý vị có thể chạy xe Honda lên trên lầu luôn. Nhà đúc 3 tấm kiên cố. Phòng trọ là gác đúc hết nhé. Ở đây có hệ thống camera cũng như là hệ thống đèn điện hành lang tự động hết. Phòng rất là sạch sẽ và rộng rãi. Tới lầu trên, quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Trên đây mình có sân thượng trên này. Trên đây là dãy trên nhé, tổng là 40 phòng trọ. Này. Hiện tại công nhân người ta thuê, người ta đang đi làm hết nên không có phòng nào trống để quay trong nhà cho quý vị mình xem. Mình xin được nhắc lại là khu nhà này có diện tích là chiều ngang 12m, chiều sâu 28m rưỡi, tổng diện tích là 342m2, thổ cư hết. Nhà số riêng đã được nhà hoàn công đầy đủ rồi. Nhà này đang được nhà kêu với mức giá là 18 tỷ. Vẫn còn được thương lượng với anh chị chủ nhà nhé. Đẹp cao cấp.
đóng cửa thông minh. Đường phía trước rất là rộng nha, ngay ngã tư. Em sẽ sang quán cà phê này, quay góc ngã tư này cho quý vị nhìn xem này. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video, mình xin được kết thúc video tại đây. Hello, rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo. Căn nhà trọ ngang 12, sâu 28,5 m, tổng là 342 m², đang cho thu nhập là từ 75 triệu đến 80 triệu trên một tháng nhé. Đây là dạng phòng trọ cao cấp, ở dưới mình có 6 kiosk đang cho thuê, mỗi kiosk cho thuê tầm khoảng 6 triệu trên một tháng. Vị trí rất là đẹp, ngay chợ, ngay hai quán cà phê.